Bích kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 9 2019. Đến với bản tin hoạt Thành đốn tối nay gồm có tin phân tích do Võ Thành Nhân thực hiện với cựu đại sứ Bùi Diễm và ông Đinh Hùng Cường, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng hoạt Thành đốn. Để mở đầu, với Phương có mời quý vị theo dõi tin phân tích với ông Đinh Hùng Cường và Võ Thành Nhân. đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có hai phần trong cái bản tin phân tích ngày hôm nay thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp xúc với ông Đinh Hùng Cường để tìm hiểu coi những ngày tháng sắp tới tổng thống Donald Trump sẽ phải làm những cái điều gì và những cái điều đó như thế nào để mà ông ta có thể tái đắc cử vào năm 2020 và trong phần hai là chúng tôi có cuộc tiếp xúc đặc biệt với lại ông Bùi Diễm để tìm hiểu về những ứng cử viên của đảng dân chủ về vấn đề cái khả năng của họ trong vấn đề ngoại giao và làm thế nào để họ trở thành những cái người có thể là những người đối đầu với tổng thống Donald Trump. À, và trước hết chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của chúng tôi và ông Đinh Hùng Cường à, Kính thưa ông, khi mà à, chúng ta nói từ đây cho tới ngày tháng 11 năm 2020 Thì nếu mà để tái đắc cử thì Tổng thống Donald Trump phải có những gì phải làm Và những cái cuộc vận động nó sẽ như thế nào dưới à, cái nhìn của ông vậy dạ, thưa ông à, Thưa anh quý vị và, và thưa quý vị Cái vấn đề mà con đường mà đi từ uh, tới, tới năm 2020 đó Thì uh, uh, ông Tổng thống Trump phải làm sao để mà giữ được cái panic cái 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 sợ hãi bởi vì bây giờ đó bên đối phương cũng như dân chúng họ bắt đầu họ loan tin rằng cái tình trạng recession cái cái kinh tế khủng hoảng sẽ xảy ra với nước mỹ sắp tới về vấn đề mà cái cuộc chiến tranh về thương mại của giữa nước mỹ và trung cộng đã lên cao độ yeah. và do đó có thể ảnh hưởng tới kinh tế và giảm cho nước mỹ bị gọi là ảnh hưởng rất là nhiều thành ra bây giờ là cái vấn đề mà đi tranh cử tổng thống donald trump phải làm sao mọi cách chấn an dư luận bởi vì cái quan trọng nó không phải là cái kinh tế nó lên hay xuống trong một ngày hay một lúc mà cái quan trọng là cái tâm lý mà ông Tổng thống Trump phải làm sao nó sử dụng cái tâm lý và cái quyền lực của mình để cho cái người dân họ hiểu và họ biết rằng cái vấn đề mà recession, đó, cái vấn đề ngưng trệ kinh tế đó nó chưa có thể xảy ra cho ngay lúc này hay là trong một cái thời gian sắp tới vì cái kinh tế của chúng ta đang rất là mạnh. Thành ra theo tôi nghĩ trong cái con đường tranh cử mà lúc tới để mà muốn đi tới thành công đó thì Tổng thống Trump phải có những cái thứ nhất đó à ông có nhiều ưu điểm lắm thế nhưng mà có những cái ông cũng phải bớt đi nhưng cái vấn đề hiện bây giờ ông đã có những cái vấn đề mà à, lục đục với lại tòa Bạch ốc với những cố vấn của ông ấy đó là những cái mà đối phương có thể dùng để mà à, khai thác rồi thứ hai nữa đó là vấn đề recession. Rồi thứ ba nữa đó cái cá tính của ông này rất là đặc biệt vì ông có một cái hành động mà rất là khó hiểu đối ngay với những người trong cuộc hay đối ngay với những đối thủ thành ra cái công việc làm của ông ấy tuy thành công nhưng mà cũng tạo ra những cái sự gọi là bất mãn đối với một số người. Thành ra tôi nhìn thấy rằng trong cái con đường mà đi tới tòa Bạch ốc năm 2020 đó, ông Tổng thống Trump có lẽ Ông nói theo Mỹ là ông phải cool down một chút. Thứ hai nữa đó là ông phải vững mạnh cái vấn đề à, cho đồng bào nước Mỹ biết rằng chúng ta chưa có recession, chúng ta chưa có trì trệ kinh tế. Và thứ hai nữa là có như thế là chúng ta mới lấy sức mạnh được với lại bên ngoài. Và có như thế là chúng ta mới có thể thắng được cái cuộc à, chiến tranh về à, thương mại giữa nước Mỹ và Trung Cộng. Yeah và khi mà chúng ta nhìn lại quá khứ những năm vừa qua của tổng thống Donald Trump thì cái niềm tin của người dân có thể làm ông tái đắc cử không vậy thưa Theo chúng tôi biết đó thì uh, uh, cái niềm tin của người dân rất là còn tin tưởng ông Trump nhưng mà có một cái điểm lợi của ông Trump đó là cái đối thủ của ông cái người đang lên là ông Biden đó. cái ông đó tôi nghĩ là ông không đủ mạnh không đủ cái gọi là cái 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 gọi cái, cái cái, cái cái dũng cảm để mà lèo lái nước Mỹ như ông Trump đã làm thì cái điều đó làm cho người dân Mỹ người ta suy nghĩ và người ta sẽ dồn phiếu cho ông Trump. Yeah. Và theo ông thì cộng đồng người Việt của chúng ta chú ý những cái điểm nào để mà có thể bỏ phiếu cho dùng phiếu cho ông Donald Trump. Cái vấn đề người cộng đồng người Việt chúng ta thì phải nói như thế này là họ rất khoái ông Trump về thứ nhất ngoài cái vấn đề kinh tế thì ai cũng được hưởng chung hết. Nhưng mà ông ấy đánh cái thằng Trung Cộng, Vì cái anh Trung Cộng là cái anh rất là đều cáng và anh ấy đã lợi dụng cái nước Mỹ để anh ấy kiện toàn cái 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 sức mạnh của ông ấy. và dùng cái sức mạnh của anh Trung Cộng anh ấy áp đảo cái anh Việt Nam và Biển Đông. Thành ra cái người dân Việt Nam rất thích để bầu cho ông Trump về thứ nhất đó là họ tin tưởng rằng với ông trump cái sự mà là, gọi là không để cho trung cộng tiếp tục bành trướng thế lực đối với nước mỹ cũng như là thế giới à. đó là lý do chính nhất à, là, là, là. À, về vấn đề di dân thì ông có cái quan niệm như thế nào về cái lập trường của ông tổng thống donald trump về vấn đề thực dân? ra ông tổng thống tâm cho vấn đề di dân mình nhìn thấy những cái mà tổng thống tiền nhiệm đó, họ có đều làm như ông trump nhưng mà vì ông Trump ông quyết liệt hơn và ông ấy gọi là ông ấy, ông ấy làm mạnh hơn thành ra ông tạo ra những cái sự chống đối và trong đó thì bên đối phương lại dùng những cái à, lợi khí đó để mà buộc ông ấy chứ nếu mà nhìn kỹ lại trong cái quá trình mà từ ông Clinton tới ông Obama thì ông nào cũng phải làm cái việc đó bởi vì nếu không thì cái nước Mỹ này làm sao mà có thể kiểm soát được hàng bao nhiêu ngàn ngàn người đến nước Mỹ này thứ nhất vấn đề à, cơm áo rồi vấn đề an ninh vấn đề đủ thứ thành ra đó đó là cái vấn đề người, người Mỹ người ta gọi là mandatory bắt buộc phải làm và, và cuối cùng thì ông nghĩ là bức tường sẽ được xây xong? Tôi nghĩ là bức tường sẽ xây xong nhưng mà có một cái điểm này đó người ta lại buộc tội ông Trump người ta ông Trump nói rằng các anh cố gắng làm nếu mà có những cái chuyện gì mà chẳng may mà vi phạm vào luật pháp thì tôi sẽ park đông thì họ bảo a như vậy ông Trump này không tôn trọng luật pháp ông ừ, cái đó tôi nghĩ là ông nói cái đó hơi vội thầy cứ để nó xảy ra khi nào người ta nói ở cái này là vi hiến thì lúc đó ông ấy dùng cái cái cái, cái vito power ông có thể ông ông ấy làm cái chuyện đó thế nhưng mà ông ấy nói cái đó hơi sớm cũng làm cái thất lợi cho ông nhưng tôi nghĩ là cách này khác su lên cũng phải xây xong dạ, à, xin được cảm ơn ông đinh hồng cường dạ, cảm ơn ông võ thành nhân cảm ơn quý vị dạ, dạ. kính thưa chương trình của chúng tôi và ông đinh hồng cường đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay à, chúng tôi sẽ tiếp xúc với lại cựu đại sứ bùi diễm để tìm hiểu một số những cái ghi nhận những cái nhận định của đại sứ bùi diễm về những ứng cử viên của đảng dân chủ sắp sửa ra tranh cử tổng thống sắp tới <laughs> Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Tự do, hai tiếng thân yêu, tự do hai tiếng thiêng liêng. Vì tự do ta đi xa gì gian khó. Vì ngày mai quê hương sống trong tự do. Vì ngày mai anh em cứ chi lên đường. Nào cùng đi, vai sát bên vai nào cùng đi chung sức chung lòng vì quê hương thân yêu ta đòi dân chủ vì quyền dân ta đi bắt tan sương nô vì quyền dân ta đi bắt độc tài Nhịp cầu yêu thương, kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình văn nghệ gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người phong cùi trên quê hương Việt Nam do Hội Việt Tộc tổ chức lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Reconcord 4520 đường Trion Charlotte với sự có mặt ca sĩ như ý Lê Huy ban nhạc tia nắng giá vé ủng hộ 40 đô la mọi liên lạc xin gọi cô Tu Hương 704 hoặc cô Quỳnh Nga 704 516 trân trọng kính mời